Xin chào, hôm nay mời các bạn lắng nghe tiếp tập 28 của bộ truyện Nhất Túy Kinh Niên. Hà Cố biết đứa trẻ này làm việc không suy nghĩ hậu quả, toàn bộ chỉ là nhất thời nông nổi. Hơn nữa chàng Tiệp Dư nói đúng, đây chẳng phải là chuyện to tát gì lắm. Chàng Tiệp Dư xì nước mũi, dùng một sức ăn một miếng mì. Tôi chẳng biết nên làm thế nào nữa, ăn quá đi. Chàng Tiệp Dư đáng thương dùng ngón tay khuấy đũa. Thẻ tín dụng của tôi còn nợ mấy vạn tệ. Cậu định làm như thế nào? Hà Cố không cảm xúc mà nói. Tôi cũng không biết nữa. Chàng Tiệp Dư cào cào tóc. Kỳ thực nhà tôi cũng rất có tiền, nhưng vì tôi là gay nên bố tôi đã đuổi tôi ra ngoài. Tôi muốn thực sự thành công cho ông ta xem, khiến ông ta hối hận. Nói đến chỗ thương tâm, chàng Tiệp Dư lại bắt đầu thúc tha thúc thích. Tôi tuyệt đối không về nhà đâu. Tôi thà là bán mình chứ không thèm đi cầu xin ông ta. Hà Cố thở dài. Chỉ bằng cậu tìm một công việc ổn định đi. Tôi thì biết làm cái gì chứ. Tôi chỉ lớn lên trông đẹp trai, biết diễn xuất thôi. Chàng Tiệp Dư lại hung hăng cắn mì. Thôi bỏ đi, nghĩ thoáng tí thì cũng chẳng có gì. Tôi về cầu xin ông chủ. Đóng cửa hàng cũng chẳng phải là một tay che trời được. Tôi kiếm một chút cơm, ăn chắc cũng có thể được. Nếu không thì tôi dứt khoát mở một cái tiệm tao bao. Tôi có thể tự mình làm người mẫu, nhưng đi đâu nhập hàng bây giờ chứ? Hà Cố nhìn bộ dạng không biết sầu của Trang Tiệp Dư, trong lòng rất là hâm mộ. Cậu trẻ đến mức không sợ phạm sai lầm. Trang Tiệp Dư ăn xong quẹt miệng, nói mình hao tổn tinh thần quá độ, phải đi nghỉ ngơi. Hà Cố bất đắc dĩ, trong nhà chỉ có một phòng ngủ. Anh nhìn Trang Tiệp Dư đáng thương như thế này, anh cũng ngại đuổi cậu đi. Chàng Tiệp Dư cởi quần áo chui vào trong chăn, lộ ra một đoạn chân dài, điềm đạm đáng yêu nhìn vào Hà Cố. Thúc thúc, chú phải ôn nhu với người ta đó nha. Hà Cố xoay người bước đi. Mà anh quá không để mặt tôi rồi đó, có chút lòng thương cảm hay không hả? Chàng Tiệp Dư tức đến nỗi cầm gói ném vào Hà Cố, không trúng. Hà Cố trở lại phòng khách, nghiêng người ngã xuống sofa, nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng phát khóc. Cả người lại một chút sức lực cũng không có. Cho tới bây giờ, anh vẫn không thể tin được rằng anh và Tống Cửa Hàng đã kết thúc. Tống Cửa Hàng chưa nói kết thúc nhỉ, có lẽ vẫn là còn một con đường sống. Hà Cố nhắm chặt mắt, đầu đầu như là muốn nứt ra. Anh cố ý xa lánh Tống Cửa Hàng chỉ vì ngày anh rời đi kia có thể thoải mái một chút, bớt đau một chút. Nhưng khi ngày ấy thật sự đến, anh lại chẳng muốn trốn tránh. Con người sao có thể mâu thuẫn như thế, hèn mọn là như thế. Ánh mắt của Tống Cư Hàng, mỗi một câu hắn nói đều giống như là con dao lăng trì trái tim của anh. Anh đã không thể biết nên làm như thế nào mới tốt. Anh cứ ngây ngô như vậy cả buổi tối. Chàng Tiệp Dư ngủ dậy, còn muốn ở nhờ qua đêm. Nói chưa ngủ cùng anh đã bị Tống Cư Hàng phong sát. Thật sự là quá thiệt thôi. Tốt xấu gì thì cũng phải gian tình trở nên thành thật chứ. Nên đã bị Hà Cố đuổi đi luôn. Anh hiện tại không có tinh thần đối phó với bất kỳ người nào nữa. Bất cứ chuyện gì, anh cảm thấy bản thân dường như là phế rồi. Anh cứ thế, trải qua 3 ngày, kéo anh trở về hiện thực là cuộc điện thoại của Tiểu Tùng. Khi nhìn thấy hiển thị trên điện thoại, anh tay run rẩy. Cuộc điện thoại ấy giống như là một phán quyết. Kết quả như thế nào, anh lập tức sẽ được biết. Anh dùng hết dũng khí, nhận điện thoại, thanh âm khàn khàn và nói: Alo? À, Hà Cố ca đúng không? Tiểu Tùng cẩn thận và nói: Anh vẫn ổn chứ? Một Hà Cố chưa từng lộ ra nửa điểm yếu ớt trước mặt của người khác như Hà Cố lại nhẹ giọng và nói: Tôi không ổn. Em biết mà. Anh nói sao anh lại dây dưa với Trang Tiệp Dư vậy? Cái người đó vô tâm vô phế, không có khả năng sẽ nghiêm túc với anh được đâu. Tôi cùng với cậu ấy có làm cái gì đâu. Hà Cố nhắm mắt, anh tận lực ngăn cản cảm quan. Chỉ vì để thính giác thêm nhạy bén hơn, anh sợ rằng sẽ bỏ sót mỗi một từ mà Tiểu Tùng nói ra, ngữ khí của từ đó và ý nghĩa ẩn ở đằng sau. Em tin anh và cậu ấy, em thực sự cảm thấy không thể ở bên nhau được. Nhưng Hàng ca ghen ghê lắm, mấy ngày nay như là ăn phải hỏa dược, ngay cả bố anh ấy cũng dám nổi giận, dọa chết người ta rồi này. Tiểu Tùng lòng còn sợ hãi mà nói. Hà Cố mệt mỏi và nói: Cậu ấy nói cái gì chứ? Thật ra cũng chưa có nói gì, nhưng chuyện của hai anh ấy. Chỉ cần em hỏi, anh ấy sẽ căn bản sẽ không nói với em. Kỳ thật,
Hàng ca không muốn chấm dứt với anh. Thật đấy, em biết Hàng ca đối với anh rất có tình cảm, phải không? Trong lòng của Hà Cố có một chút phập phồng cũng như không có. Thật mà, hai người các anh ấy làm khổ người khác chết đi được. Tiểu Tùng, cậu an ủi tôi hay sao? Nói giống như cậu ấy quan tâm tôi, kỳ thực những thứ cậu ấy thấy đều là biểu tượng thôi. Cậu biết tôi ở bên cậu ấy bao nhiêu năm rồi không? Sắp 7 năm rồi đấy. Có lẽ tôi còn hiểu cậu ấy hơn cả bố cậu ấy. Ca à, có đôi khi tự cho mình rằng bản thân rất hiểu một người thì càng dễ sai lầm, cho rằng mình luôn đúng, vì thế nên mới càng nhìn không rõ, phải không? Ca à, anh nhớ buổi sinh nhật lần trước chứ? Chúng em lúc bắt đầu quên mất, sau đó anh gọi điện thoại cho em đột nhiên nhớ ra, nên liền bảo Hàng ca, chiều hôm ấy bọn em có một chương trình thực tế rất quan trọng, 1 phút 8 vạn, nếu tham gia thì sẽ được tính 100 vạn. Hàng ca là một người chuyên nghiệp, nói không đi liền là không đi, anh ấy bảo đồng ý đón sinh nhật cùng với anh trước rồi. Hà Cố mở mắt, trái tim rốt cuộc cũng có một chút phập phồng. Thật sự ư? Thật nha. Tóm tổng vì chuyện này mà tức sắp chết luôn. Hàng ca đều không cho em nói với anh, còn có lần trước đi đảo San Bay nữa. Cũng là Hàng ca ép em gọi điện thoại cho anh ấy vẫn luôn nhớ anh. Thật ra Hàng ca mặc dù có một chút phong lưu, nhưng anh ấy đối với anh tuyệt đối là tốt nhất. Em nói thật lòng, anh đừng có mà mắng em, trong lòng của chúng em đều cảm thấy anh chính là nhất. Hà Cố cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy da mặt kéo căng. Tiểu Tùng à, cậu nói lời này là mắng tôi hay sao? Xin lỗi, em xin lỗi Hà Cố ca, em thực sự không có ý khác. Em chỉ là cảm thấy, em rất hiểu Hàng ca. Em thấy bình thường xử lý mọi việc rất là thành thục, nhưng chỉ cần gặp chuyện liên quan đến anh, IQ liền giảm mạnh. Anh hãy tin em đi, Hàng ca không muốn chấm dứt với anh chút nào đâu. Anh ấy chỉ là tức giận nhất thời thôi. Hôm nay là sinh nhật của em, anh đến đây chơi coi như là làm quà nha. Hàng ca cũng sẽ đến, chúng ta sẽ giải thích hiểu lầm cho rõ ràng là xong xuôi hết rồi, được hay không? Hà Cố trầm mặt. Anh đi rồi e rằng sẽ tự rước lấy nhục, còn anh không đi sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Ca à, đến đi, cầu xin anh đó, coi như là nể mặt em đi, coi như là thương cho công việc khổ cực của em. Để lấy vợ không dễ đó nha. Thật đó ca, chỉ cần tình cảm của hai người hòa hợp, Hàng ca liền dễ hầu hạ, công việc thuận buồm xuôi gió, hai người cứ hễ nhận nhau, Hàng ca chính là như ăn phải thuốc súng. Em biết chân em là chó, nhưng đừng có chấp nhận em. Em cầu xin anh, cầu xin anh đó. Hà Cố hít một hơi thật sâu. Ừ, được rồi, tôi sẽ đi. Coi như cho mình một cơ hội cuối cùng, coi như gặp mặt Tống Cương Hàng lần cuối cùng, coi như vì tình yêu thầm kín không có kết quả suốt mấy năm nay mà đặt ra một dấu chấm hết. Anh biết anh và Tống Cương Hàng đã đi quá xa rồi, không thể đi tiếp nữa. Anh căn bản không hy vọng sẽ có thể làm hòa với Tống Cương Hàng. Anh chỉ là muốn nhìn thấy Tống Cương Hàng, đơn thuần là nhìn. Nếu không sau này gặp lại, sợ rằng chỉ có thể là trên TV. Hà Cố thu thập một hồi, đi ra ngoài. Tới cửa khách sạn, anh gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Tùng. Hỏi ở phòng nào, Tiểu Tùng nói sẽ ra đón anh. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Tùng chạy ra, nắm chặt lấy cánh tay của Hà Cố, giống như là ân nhân cứu mạng. Chỉ còn thiếu điều nước mắt giàn giụa. Ca à, cảm ơn anh đã đến nha. Ừ, không có gì, cậu đừng có mà cảm ơn tôi. Tiểu Tùng dường như sợ anh đổi ý, kéo anh đi vào. Hàng ca vẫn chưa đến, còn em phải đang tiếp đón những người khác, để bạn gái em bòi anh nha, cô ấy hài hước lắm. Ừ, sao cũng được. Hai người sóng vai đi vào, nhưng không nghĩ lại gặp người ngoài dự tiệc là Bành Phóng và Nguyên Dương. Đây không phải là Hà Cố và Tiểu Tùng hay sao? Tôi nói thành phố này thật sự là nhỏ, đâu đâu cũng có thể gặp lại người quen. Bành Phóng dùng tay khuếch khuếch lấy Nguyên Dương. Nhớ không, lần trước uống rượu cùng ấy. Nguyên Dương hiển nhiên là không nhớ, nở một nụ cười gật đầu với Hà Cố, xem như là chào hỏi. Xem ra vị thiếu gia này hôm nay tâm trạng không tồi. Bành Tổng à, trùng hợp quá, đến ăn cơm hay sao? Tiểu Tùng nói rồi liền đưa anh điếu thuốc, hóa ra anh cũng quen biết Hà Cố ca. Cũng không phải, đây là quan hệ rộng rãi. Bành Tổng à, chào anh. Hà Cố bắt tay cùng với y. Hôm nay đến đây có việc hay sao? Ừ, sinh nhật của Tiểu Tùng. À, tiểu tử nhà cậu thật là sinh nhật à. Bành Phóng nhéo nhéo tay của cổ Tùng. Sinh nhật vui vẻ nha, lần sau đến quán của tôi, miễn phí cho cậu. Cảm ơn Bành Tổng. Tiểu Tùng cười hi hi mà nói. Vậy hai anh tiếp tục nha,
Em còn phải đón người khác. Hà Cố Ca, phòng 203 ạ. Được rồi, cậu đi trước đi. Tiểu Tùng đi rồi, Bành Phóng hiếu kỳ mà hỏi. Sao cậu còn quen cả trợ lý của Tống Cư Hàn thế? Tôi là bạn học cùng trường với là Tống Cư Hàn mà. Chẳng trách, vậy thì Phùng Chanh biết cậu quen với Tống Cư Hàn hay không? Dạ biết ạ. Trời trời, Bành Phóng lộ ra một nụ cười đầy ý vị. Anh nhìn Nguyên Dương một cái. Thú vị chứ nhỉ? Nguyên Dương trừng y. Chỉ có anh thích chuyện bát quái này thôi. Hà Cố mơ hồ cảm nhận được lời đó. Sao vậy, có vấn đề gì hay sao? Bành Phóng vẻ mặt bí ẩn chớp chớp mắt. Cậu không biết à, tiết lộ cho cậu một tin tức nhỏ này. Tống Cư Hàn từng qua lại với Phùng Chanh đó. Hà Cố trợn mắt nhìn, trong đầu oang oang một tiếng, lập tức trống rỗng một mảnh. Trước kia, Tống Cư Hàn từng qua lại với Phùng Chanh hay sao? Ừ, trước kia từng qua lại. Câu nói này của Bành Phóng giống như là một quả ngư lôi hạng nặng nổ tung trong lòng của Hà Cố. Từng qua lại, cái gì gọi là từng qua lại, là ý mà anh lý giải kia hay sao? Bành Phóng bị sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt của Hà Cố sợ dọa. Ê, sao vậy anh? Hóa ra, khi người ta gặp phải công kích mạnh, phản ứng đầu tiên không phải là đau, mà là mờ mịt. Hà Cố cảm giác bản thân nghe thấy một âm thanh xôi xao nào đó. Câu nói không chân thật đến thế, đáng sợ đến thế. Bành Phóng sao có thể nói ra như thế này? Tống Cư Hàn và Phùng Chanh làm sao có thể chứ? Hai người đối chọi gay gắt, hai người thủy hỏa bất dung, hai người từ nhiều năm trước đã có mâu thuẫn. Mâu thuẫn? Hà Cố cảm thấy trái tim đột nhiên đau đớn một trận, thân hình của anh lay động. Bành Phóng nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy anh, vẻ mặt khó hiểu. Hà Cố à, sao vậy? Không phải anh mắc bệnh tim đó chứ? Hà Cố nắm lấy cánh tay, khí lực to lớn, cầu của Bành Phóng đến mức y nhíu mày. Hà Cố nhìn y, ánh mắt lại còn một mảnh trống rỗng, dùng âm thanh run rẩy và nói: "Khi nào?" "Cái gì mà khi nào chứ?" Bành Phóng vẫn là đang nghĩ Hà Cố hình như là sắp ngất rồi, có cần gọi xe cấp cứu thương hay không? "Khi nào bọn họ qua lại với nhau khi nào?" Hà Cố đột nhiên hét lớn. Bành Phóng hoảng sợ, liếc nhìn Nguyên Dương một cái, hai người nháy mắt hiểu được Hà Cố và Phùng Chanh có chuyện. Nguyên Dương dùng vẻ mặt vui sướng khi gặp người họa nhìn Bành Phóng, biểu tình. Này thì lắm mồm. Bành Phóng rất là bối rối, bắt đầu thu diễm. Cái đó thật sự cũng chẳng có gì đâu, lâu lắm rồi, khoảng lúc chúng tôi học ở Trung Sơ. Vậy bọn họ chính là lên cao trung, trẻ con ấy mà, ai chẳng có thời thanh xuân thiếu niên, đừng có mà nóng nảy. Hà Cố chậm rãi dựa lên tường, cả người ngây ra như là phỏng. Tống Cư Hàn cùng với Phùng Chanh, Phùng Chanh cùng với là Tống Cư Hàn. Hai người trước đây như là thanh mai trúc mã, sau đó lớn lên luôn bị lấy ra so sánh, nên quan hệ ngày càng xa cách, thậm chí chỉ vì anh mà nổi lên tâm tư cạnh tranh. Đây là điều hai người nói với anh, ít nhất là Phùng Chanh nói như thế mà Tống Cư Hàn cũng không phản bác. Anh vẫn luôn nghi ngờ, nhưng anh chưa từng nghĩ qua, hai người hễ gặp mặt liền xung khắc như lửa với nước, kỳ thực từng là qua lại. Tại sao có thể như vậy chứ? Không, không, chính là như vậy, chỉ có như vậy tất cả mọi thứ mới có thể giải thích rõ ràng. Vì sao Tống Cư Hàn vừa gặp anh liền có hứng thú? Vì sao Phùng Danh vẫn là hận đến khi anh ở bên Tống Cư Hàn? Tất cả đều sẽ giải thích chân thực nhất, tàn khốc nhất cho mọi chuyện trong những năm qua. Vậy, vậy anh là cái gì chứ? Anh chẳng là cái thá gì. Anh chỉ là vai phụ giúp cho vở kịch thêm kịch tính, gây ra một ít sóng gió giữa hai nhân vật chính, nhưng cả câu chuyện sẽ không thay đổi chút nào vì anh. Sao anh dám cả gan ảo tưởng rằng Tống Cư Hàn có thể thích mình chứ? Nhiều năm yêu thầm của anh, 6 năm ở bên hắn tính là gì chứ? Một câu chuyện cười từ đầu đến cuối. Tống Cư Hàn nhìn anh ra sao, tùy tiện dụ dỗ một lúc liền là được. Phẩm vị bạn trai cũ sao lại kém như vậy chứ? Phùng Chanh nhìn ra anh hay sao? Tống Cư Hàn tiếp cận anh là vì tôi, sao anh còn dám trèo cao chứ? Thời gian nhiều năm như vậy, bọn họ cười nhạo ngu xuẩn làm sau lưng anh thế nào, bị ai và không biết lượng sức. Thậm chí sau khi Phùng Chanh ám chỉ nói với anh đều chết không chịu quay đầu, tự cho là tiêu sái ở bên Tống Cư Hàn làm bạn giường. Đó chẳng qua chỉ là lối thoát anh tự cấp cho mình mà thôi. Trong lòng của anh rõ ràng, anh chỉ là không thể rời xa Tống Cư Hàn. Anh chỉ là thích vô cùng, không nỡ buông tay.
Một người không dùng hết sức toàn lực, hao hết tâm huyết để yêu, coi như anh là một con khỉ đùa giỡn bao nhiêu năm qua. Một người anh thật lòng đối đãi, đầy bụng áy náy coi là bạn. Chờ mắt nhìn câu chuyện cười suốt 6 năm qua của anh. Nếu lúc đầu Phùng Chanh nói với anh chân tướng, cho dù da mặt của anh có dày, cũng không thể tiếp tục dây dưa không rõ với lại Tống cửa hàng. Nhưng ở đây không có nếu. Anh dùng khoảng thời gian quý giá nhất đời của người để cố giữ lấy mối quan hệ đơn phương của mình, dày vò bản thân đến gần chết, làm trò vui cho người khác đến tiêu khiển. Anh quả thật muốn nôn ra. Tại sao anh hiện tại vẫn chưa tỉnh táo? Tại sao sự xấu hổ giận dữ cùng với tuyệt vọng không giết chết anh luôn đi? Tại sao phải đối xử với anh như vậy chứ? Bành Phong lúng túng đến mức cao tóc. Hà Cố à, anh không đến mức như vậy chứ. Cho dù anh và Phùng Chanh qua lại, anh cũng không cần để ý tình cảm nhiều năm trước của người ta như vậy. Đàn ông mà, phóng khoáng một chút. Hà Cố tự dư là không thấy, chậm rãi quay người, từng bước đi ra ngoài. Anh phải rời khỏi nơi này, vừa nghĩ đến chút nữa Tống Cương Hàn sẽ tới, anh còn không muốn nhìn thấy Tống Cương Hàn, anh liền cảm giác ghê tởm. Nguyên Dương nói, trạng thái của anh ta không ổn, bảo Lão Triều đưa anh ta về đi. Bành Phóng đỡ lấy Hà Cố. Hà Cố à, anh thế này không lái xe được đâu, anh có cần đi bệnh viện hay không? Hay là tôi bảo tài xế đưa anh về nha? Hà Cố mắt đơ tai ngơ, tất cả đều kích thích bên ngoài đối với anh mà nói đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ý nghĩ duy nhất hiện tại của anh chính là rời xa Tống Cư Hàn. Bành Phóng đau đầu không thôi, sớm biết như thế này chẳng lắm mồm làm gì, đây rõ ràng là tự lấy rước họa vào thân. Hết cách. Y chỉ đành đưa cùng Hà Cố đi. Y thực sự Hà Cố đi hai bước thế này liền ngã xuống. Vừa đến cửa thang máy tình một tiếng mở ra. Năm người ngơ ngác nhìn nhau. Ngoài thang máy, Hà Cố, Bành Phóng và Nguyên Dương. Trong thang máy, Tống Cửa Hàng và Trang Tiệp Dư. Tống Cửa Hàng nhìn thấy Hà Cố thì ngẩn ngơ một lúc, sau đó lập tức ôm chặt lấy Trang Tiệp Dư. Liễu Võ Dương Oai nhìn vào Hà Cố. Trang Tiệp Dư luống cuống. Hà Cố à, anh làm sao vậy? Cậu nhìn thấy Tống Cư Hàn một cái, vẻ mặt không dám tin, tức giận nhưng chẳng dám nói ra. Hà Cố ánh mắt trống rỗng nhìn hai người. Tống Cư Hàn dương cầm liếc vào Hà Cố. Hà Cố sắc mặt, anh không tốt cho lắm. Làm sao, ghen rồi hay sao? Tôi chẳng qua là hẹn tiểu hầu tử cùng ăn một bữa cơm thôi. Hà Cố nghe thấy bản thân máy móc mở miệng. Cậu thích làm có loại chuyện này đến thế hay sao? Tống Cửa Hàng nhíu mày mà nói, cái gì? Hắn cảm thấy trạng thái của Hà Cố hơi bất thường hơn mọi lúc trước đây. Hà Cố gắt gao nhìn chằm chằm vào Tống Cửa Hàng, một người vốn dĩ suy yếu đến mức dường như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, đột nhiên trừng lớn hai mắt, như là mũi tên bắn ra, hai bước đi tới trước mặt của Tống Cửa Hàng. Trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người, anh giơ tay đấm vào mặt Tống Cửa Hàng một cái. Mặc dù Tống Cư Hàn và Nguyên Dương từng luyện võ, cũng không hoàn toàn kịp phản ứng vì chuyện bất ngờ xảy ra. Tống Cư Hàn bị đấm một quyền, ngã lên nền đất, lần va chạm mạnh vào cửa thang máy, phát ra tiếng vang lớn oang một cái. Trùng hợp, có phục vụ đi qua, liếc mắt một cái liền nhận ra được Tống Cư Hàn, đều kinh ngạc không thôi. Mẹ nó! Bành Phóng phản ứng lại đầu tiên, xông lên ôm lấy Hà Cố. Mẹ nó Hà Cố, anh đi rồi hay sao? Nguyên Dương quay đầu chừng hai người phục vụ, lạnh lùng và nói, cất điện thoại vào, cút xa một chút. Hai phục vụ sợ đến xoay người bỏ chạy. Chàng Tiệp Dư đứng dựa tường, nhìn nhìn Hà Cố, lại nhìn nhìn vào Tống Cư Hàn, vẻ mặt như là sắp tận thế tới nơi. Tống Cư Hàn ngồi dưới đất, ngơ ngác vài giây, mới dùng ngón tay chậm rãi lau vết máu chảy ra nơi khóe miệng. Hắn ngẩng đầu, gò má đau đớn nóng bừng. Đôi mắt âm lãnh như là loài gắn độc. Hà Cố mở phì phò từng ngụm, tóc gáy toàn thân dựng thẳng, trong cơ thể như là có thứ gì đó đang đấm đáo kêu gào, làm đau đớn đến vạn phần, cấp bách cần được một con đường phát tiết ra. Anh đánh tôi. Hai mắt của Tống Cư Hàn đỏ thẫm, gặn từng chữ một. Vì Trang Tiệp Dư, anh đánh tôi hay sao? Hà Cố thở phì phò, lần đầu tiên trong đời anh trải nghiệm được trạng thái này. Anh biết rõ bản thân đang làm gì, nhưng dường như cả người bị một cảm xúc nào đó chi phối, hoàn toàn không chịu nổi khống chế của đại não. Tống Cư Hàn nhảy như là một con báo, đẩy Bành Phóng ra, bóp cổ vào Hà Cố, hùng hăng ấn anh lên tường, nắm đấm to lớn giơ cao lên. Anh dám đánh tôi?
Hà Cố bị bóp cổ chặt đến mức mặt đỏ bừng, nhìn người anh dốc hết sức yêu thương suốt mấy năm trước mặt. Anh cảm thấy địa ngục chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Nắm đấm của Tống Cư Hàn vừa định hạ xuống liền dừng lại. Hà Cố khóc, nước mắt lập tức tích đầy hốc mắt. Không chịu nổi nữa, thừa trọng mà rơi xuống, từng giọt nước mắt rơi vào cổ áo. Quen biết nhiều năm như vậy, ngoài nước mắt chảy ra vì phản ứng sinh lý khi ở trên giường, Tống Cư Hàn chưa từng thấy Hà Cố khóc bao giờ. Tính cách của Hà Cố vẫn là luôn trầm ổn, rất là nam tính, ở bên một người có thể tiền có quyền như hắn. Khi gặp khó khăn, Hà Cố cũng chỉ là tự mình chống cự, chưa từng mở miệng cầu xin bất cứ điều gì. Có một lúc, hắn còn thấy Hà Cố thật sự là lộ ra khuôn mặt u sầu. Từ đó mới biết là một đội thi công đã có mâu thuẫn với công ty vì tranh chấp khoản tiền công trình, tìm xã hội đen uy hiếp Hà Cố. Sau khi biết, hắn tức giận đến nỗi muốn giết người, liền tìm người trừng trị. Lúc đó hắn mới biết tính cách của Hà Cố có bao nhiêu là bướng bỉnh và mạnh mẽ. Người như vậy sao có thể đột nhiên khóc đến thương tâm như thế này? Lẽ nào chỉ là một trang thiệp dữ đáng chết kia hay sao? Tống Cư Hàn cảm thấy có một trận đau đớn kỳ lạ dâng lên trong lòng. Hắn khó tin rung giọng và nói: Hà Cố, sao anh lại khóc chứ? Hắn làm Hà Cố khóc rồi. Nắm đấm của Tống Cư Hàn vô lực hạ xuống, tay cũng không buông lỏng. Hắn có một chút phát khoảng, rồi sau lần mới thốt ra được một câu: Anh đừng có khóc. Bành Phóng ở một bên, trợn mắt, há hốc mồm, y chẳng hiểu nổ nội dung của vở kịch này. Đến đây thì tập 28 của bộ truyện Nhất Túy Kinh Niên đã kết thúc rồi. Nếu hay các bạn nhớ like và share cho Bull nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!